vị và các bạn, cha ông ta đã có câu cái răng cái tóc là gốc con người. Vì vậy, một mái tóc và một hàm răng đẹp là mong muốn của rất nhiều người. Tuy nhiên, hiện nay lại có rất nhiều người mắc phải các bệnh lý về răng miệng, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống giao tiếp. Với mong muốn đem lại cho khách hàng một hàm răng sáng đẹp, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Tân Lạc Việt phối hợp cùng hợp tác xã thuốc nam dân tộc Dao đã cho ra đời dòng sản phẩm thảo mộc gia truyền nước súc miệng Thanh Mộc Hương. Sâu răng, chảy máu chân răng, hôi miệng, viêm nha chu là những bệnh lý về răng miệng mà nhiều người mắc phải. Nguyên nhân gây ra các bệnh lý về răng miệng chủ yếu do răng không được vệ sinh sạch sẽ hàng ngày. Những mảng bám thức ăn và vi khuẩn sẽ tấn công men răng tạo thành các lỗ hổng trên răng. Bệnh sâu răng thực ra thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của mình ý. Nó khiến cái dây thần kinh của mình nó bị tê ý. Cảm giác nó buốt rất là khó chịu. Mà lúc đấy mình không có tâm trạng hay là không có sức lực gì để làm công việc khác. Trước tình trạng ngày càng nhiều người mắc phải các bệnh lý về răng miệng, đặc biệt là trẻ em, Lương Y Lăng Thị Trâm, người sáng lập ra hợp tác xã thuốc nam gia truyền dân tộc Dao, phối hợp cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Tân Lạc Việt, đã nghiên cứu và cho ra thị trường dòng sản phẩm nước súc miệng thảo mộc gia truyền Thanh Mộc Hương dành cho cả người lớn và trẻ em, giúp ngăn ngừa các bệnh lý về răng miệng. Nước súc miệng thảo mộc gia truyền Thanh Mộc Hương được chiết xuất 100% từ các loại thảo dược thiên nhiên như tế tân, hoàng đằng, dương sỉ, cây hẹ, cúc hoa, có tác dụng làm sạch răng miệng, lợi, khử mùi hôi miệng, ngăn ngừa vi khuẩn gây sâu răng, viêm lợi. Sinh ra và lớn lên ở một làng nghề thuốc nam, mà cái này là nó là thuốc gia truyền, nhưng mà tôi được kế thừa những cái tinh hoa của gia đình, là tôi đã phát huy và đưa ra thị trường. Sản phẩm sâu răng này là được chiết xuất từ các thảo dược như là tế tân, hoàng đằng, hoa cúc, vân vân, và nó hoàn toàn bằng các sản phẩm tự nhiên, rất tốt và nó không có tác dụng phụ. Các thảo dược như tế tân, hoàng đằng, dương sỉ, cây hẹ được các bà con dân tộc Dao ở vùng núi Yên Sơn, Ba Vì thu hái và sơ chế cẩn thận, sau đó được kết hợp ngâm với rượu. Tất cả quy trình sản xuất đều khép kín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và được Sở Y tế cấp phép lưu hành. Theo Lương Y Lăng Thị Trâm, ưu điểm của các bài thuốc nam, các sản phẩm từ dược liệu sẽ lành tính, không gây tác dụng phụ cho người sử dụng. Chính vì vậy, sau hơn 4 năm đưa ra thị trường, sản phẩm nước súc miệng thảo mộc gia truyền Thanh Mộc Hương luôn được người tiêu dùng và các phòng khám nha khoa trên cả nước tin tưởng sử dụng. Từ ngày mình biết đến cái nước súc miệng Thanh Mộc Hương này thì nó bắt đầu là mình dùng thì mình cảm thấy rằng nó hiệu quả lên rất nhiều. Khi mà sử dụng cái sản phẩm nước súc miệng Thanh Mộc Hương này thì cho mình một cái cảm giác rất là dễ chịu này. Răng miệng của mình là cảm giác rất là thông thoáng này, không bị hôi, rất là tự tin khi giao tiếp và đặc biệt là nó không lại đem cái cảm giác ê buốt ý. Cho nên là tạo điều kiện kể cả trong quá trình mình làm việc ý, mình vẫn có thể ngậm được. Hiện tại, sản phẩm nước súc miệng thảo mộc gia truyền Thanh Mộc Hương do công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương phân phối độc quyền.